Em xin chào cả nhà nha. Lời nói đầu tiên cũng xin chúc cả nhà, những người xem video nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay em sẽ cập nhật hình ảnh lắp dầm cầu cuối cùng hoàn tất nhịp thứ hai của cầu phụ cầu Rạch Miễu 2 gửi đến bà con mình cùng xem việc lắp dầm cầu như thế nào ha. Dầm cầu đã được nâng lên nè và đang tiến hành để chuẩn bị đưa vào phần trụ cầu. Đây là dầm cầu cuối cùng, dầm cầu thứ 7 ha, để hoàn tất cho nhịp thứ hai của công trình cầu Rạch Miễu 2 này. Bên cầu phụ phía cầu Thới Sơn. Và mỗi nhịp như vậy thì gồm có 7 dầm nha. Thì mỗi dầm có bề ngang rộng là 2,5 m. Thì 2,5 nhân cho 7 thì ra là 17,5 m nè. Bề rộng của cầu phụ cầu Rạch Miễu 2 này có bề rộng là 17,5 m. Và hôm nay là đang tiến hành lắp dầm cầu cuối cùng của nhịp thứ hai, là hoàn tất nhịp thứ hai, gửi hình ảnh đến bà con mình cùng xem. Thì hồi nãy giờ em cũng canh me dữ lắm cả nhà, nhưng mà lo chạy né né mấy cái anh kỹ thuật ra nên không có quay được từ đầu, từ lúc nâng cái dầm cầu từ xà lan lên ha. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ từ đoạn này, từ dầm cầu đã được hai xe cẩu nè nâng lên. Cầu phụ này gồm có 9 nhịp ha. Thì bên Tiền Giang, bên cồn Thới Sơn này có 3 nhịp sẽ được lắp dầm cầu, và bên Bến Tre cũng có 3 nhịp sẽ được lắp dầm cầu, và 3 nhịp giữa thì sẽ được đúc hẳn cân bằng. Thì đang tiến hành đúc hẳn cân bằng. Thì phía bờ Bến Tre thì đang được đẩy nhanh tiến độ, cũng được phần đúc hẳn cân bằng cũng được rất là xa rồi. Đó, và đây là hình ảnh những cái thiết bị đúc hẳn cân bằng nè, và xa xa hơn là những cái trụ cầu chính của cầu phụ này đang được xây dựng. Thì em nghĩ trong khoảng cuối năm nay thì cái nhịp đúc hẳn cân bằng của phía bờ Bến Tre sẽ được giáp mí lên cái phần trụ cầu tiếp theo ha. Đó, và bây giờ em mời cả nhà cùng tiếp tục xem những hình ảnh lắp dầm cầu. Dầm cuối cùng là nhịp dầm thứ 7 của cầu Rạch Miễu 2. Theo em tìm hiểu được biết thì các anh đang lắp dầm cầu này là một đội riêng biệt chuyên về việc lắp dầm cầu ha, chứ không phải là những các anh xây công trình tại đây. Đây là riêng những cái anh về chuyên lắp dầm cầu, nên việc lắp dầm cầu cũng rất là nhanh và chuẩn xác vì chuyên môn của các anh. Chia sẻ hình ảnh cận cảnh đến cả nhà nè, việc lắp dầm cầu ha. Đó, các anh phải canh rất là đúng vị trí để mới có thể hạ dầm cầu từ từ vào. Đây, dầm cầu đã được lắp rất là đẹp đấy cả nhà, rất là sáng luôn nè. Đó, các anh thì vẫn đang canh chỉnh cho cái độ vừa khít với nhau và cái độ chuẩn xác nhất để có thể hạ dầm xuống. Thank you.
các anh đã hạ dầm phía đầu bên đây. Nó thì cũng đã hoàn tất việc lắp dầm cầu cho nhịp thứ hai. Nó rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Mong sao cầu rạch miễu 2 này được đẩy nhanh tiến độ để có thể hoàn thành tốt theo tiến độ cấp trên đã đề ra, để giúp bà con có thể có một cây cầu để lưu thông hàng hóa thì thuận tiện hơn, giúp tỉnh Bến Tre nói riêng và các tỉnh miền Tây lân cận nói chung phát triển kinh tế. Thì ở cầu rạch miễu 1 hiện hữu hiện tại ha, là cứ chiều thứ bảy chủ nhật là kẹt xe thì rất là dài luôn. Chị em đi quay là em cũng thường gặp những cái cảnh thì kẹt xe này, nhưng mà em thì chỉ đi xe máy thôi, không có bị kẹt nhiều, chỉ có thể là giảm tốc độ nên phần xe máy thì cũng tạm ổn ha. Đó, và dầm cầu đã được lắp rất là đẹp, rất là mừng luôn. Thì hôm nay đã hoàn tất việc lắp dầm cầu nhịp thứ hai phía bên cồn Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Các anh làm rất là kỹ tỉ mỉ để cho việc lắp dầm cầu với độ chính xác nhất. Đến đây em cũng xin mời cả nhà xem tiếp tục phần còn lại của video. Và em cũng xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Nếu cả nhà thấy hay thì hãy cho em một like, một đăng ký kênh để em có động lực làm những cái video tiếp theo về công trình cầu rạch miễu 2, cập nhật những hình ảnh mới gửi đến bà con mình cùng xem.